Chào mừng anh chị em đã tới với Man City Homie. Đây là nơi đem tới cho anh chị em những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những bình luận sâu sắc xoay quanh The Citizen. Hãy đăng ký, bấm rung chuông để cùng chúng tôi bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Pep Guardiola dè chừng MU. Manchester City sẽ đối đầu với Manchester United trong trận chung kết FA Cup diễn ra vào thứ bảy tuần này. Nếu nhìn vào phong độ của hai câu lạc bộ thời gian gần đây, thầy trò Pep Guardiola là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên không vì thế mà chiến lược gia người Tây Ban Nha xem thường đối thủ. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ Man City, ông nói: "Chúng tôi đã quá quen với điều đó, bởi vì chúng tôi hơn Manchester United tới 31 điểm ở ngoại hạng Anh. Mọi người nói rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Tôi hiểu điều đó, nhưng đó là một cuộc đối đầu khác. Chỉ một trận đấu, đó có thể là 10 đấu 11, có thể có những quyết định, những sai lầm. Sao cũng được, bạn có thể thua một trận đấu. Trong một trận đấu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Các cầu thủ biết điều đó và cảm nhận được nó. Vì vậy, tôi hy vọng chúng tôi đã sẵn sàng trên trận đấu cuối cùng của mùa giải và cố gắng giành FA Cup. Khi gặp Man United ở chung kết cúp FA mùa trước, Man City mở tỷ số ngay giây 13 nhờ công của Ilkay Gundogan rồi thắng chung cuộc 2-1. Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc khởi đầu tốt, Guardiola đáp: "Cách đội kết thúc trận đấu với tỷ số nào cũng quan trọng. Trận đấu kéo dài 95 hoặc 96 phút. Tất nhiên, việc có thể khởi đầu tốt và mở tỷ số rất quan trọng." Pep cũng đánh giá cao nhiều ngôi sao Quỷ Đỏ, bao gồm Bruno Fernandes. Metro dẫn lại phát biểu của Pep: "Man United sở hữu những ngôi sao nổi bật trên hàng công như Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Rasmus Højlund và đặc biệt là Bruno Fernandes. Khi Fernandes có bóng trong chân, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cậu ấy có tầm ảnh hưởng nổi bật, một cầu thủ không thể tin được. Ngày hôm nay và hôm qua tôi đã xem vài trận đấu, tôi nhận ra sự sáng tạo lớn trong lối chơi của Fernandes. Fernandes là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất mà tôi từng chứng kiến." Real Madrid hỏi mua Rodri. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Real Madrid muốn kiếp đồng với ngôi sao Rodri của Man City vào hè này. Real từng kiếp đồng với những cầu thủ tên tuổi tới từ Premier League như Ronaldo, Gareth Bale hay Eden Hazard. Mặc dù Man City đang thống trị nước Anh khi vô địch 6 lần trong 7 mùa giải gần nhất, thì một trong những trụ cột của họ đã lọt vào tầm ngắm của kênh kênh trắng. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Real Madrid xem Rodri là mục tiêu chuyển nhượng trong mơ để thay thế cho Toni Kroos, người sắp giải nghệ. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng Man City coi tiền vệ này là nhân vật không thể chạm tới, do đó việc đàm phán lấy sự khó khăn. The Citizen đã kiếp đồng với Rodri từ Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng hè 2019 với mức phí được cho là 62 triệu bảng. Kể từ đó, cầu thủ người Tây Ban Nha đã có 256 lần ra sân cho nửa xanh thành Manchester trên mọi đấu trường, ghi 26 bàn và cung cấp 30 pha kiến tạo. Mùa này, anh đã ra sân 49 trận, 3 trận anh bỏ lỡ tại Premier League, đều do dính án treo giò. Man City chuẩn bị kiếp đồng dài hạn với Guardiola. Hiện tại Pep chỉ còn giao kèo với Man City tới cuối mùa 2014-2015 và có nhiều đồn đoán xuất hiện về việc ông sẽ rời Etihad khi đáo hạn hợp đồng. Dù vậy, khả năng Guardiola chia tay Man City sẽ khó lòng xảy ra bởi nhà đương kim vô địch Premier League đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng mới dài hạn với huấn luyện viên 53 tuổi. Không rõ số năm cụ thể là bao nhiêu, nhưng Gareth Bale nhấn mạnh Man City muốn Pep ký một thỏa thuận dài đáng kể. Tuy nhiên, Man City sẽ không gây áp lực lên Pep, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về ông, Gareth Bale cho hay. Man City sẽ không gây áp lực lên Guardiola và quyết định sẽ thuộc về ông ấy. Người ta cũng hiểu rằng Pep đã thảo luận tình hình với ít nhất một nhân vật chủ chốt trong bữa tối gần đây để thu thập suy nghĩ và ý kiến của họ. Trong thời gian ở Man City, Guardiola đã dẫn dắt câu lạc bộ tới 6 chức vô địch Premier League, 4 League Cup, 2 FA Cup, 2 siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Nếu Pep thực sự tiếp tục ở lại Man City thêm thời gian dài nữa, thì đó thực sự là nỗi ác mộng với các câu lạc bộ tại Premier League. Rio Ferdinand, Man United không có cửa thắng Man City. Cựu hậu vệ Man United Rio Ferdinand thừa nhận câu lạc bộ cũ đang kém rất xa Man City và không có nhiều cơ hội thắng chung kết FA Cup tại Wembley hôm nay. Man United trải qua một giải bết bát
khi sớm bị loại khỏi cúp liên đoàn Champions League và cán đích ở vị trí thứ 8, thấp nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Trận chung kết Cup FA trên sân Wembley vào ngày 25 tháng 5 là cội cuối cùng để họ giành vé dự Europa League mùa tới. Dựa trên những gì tôi thấy từ hai đội mùa này, tôi phải nói rằng tôi không có chút tự tin nào, Ferdinand nói trên kênh YouTube của mình. Lần đầu tiên Man United bước vào trận chung kết mà tôi nghĩ rằng đội có cội chiến thắng rất nhỏ. Ferdinand thừa nhận không có bất kỳ niềm tin nào vào đội bóng cũ. Cựu trung vệ này nói: "Tôi luôn ủng hộ Man United vô điều kiện, luôn muốn tin đội sẽ thắng chung kết hoặc có cơ hội lớn để vô địch. Nhưng khoảng cách giữa Man United và Man City lúc này là lớn hơn bao giờ hết." Theo Ferdinand, Man United có những cầu thủ có khả năng bùng nổ như Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Alexandro Garnacho. Nhưng anh thừa nhận Man United khó có thể áp chế được Man City cả trận. Khi lấy ví dụ việc Rashford lập siêu phẩm ở tỷ số, nhưng đội nhà vẫn thua ngược 1-3 ở trận derby Manchester gần nhất tại ngoại hạng Anh đầu tháng 3. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Thank you.